Hyundai Palisade là chiếc SUV hạng E có giá bán hấp dẫn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. So với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Hyundai Palisade rẻ hơn từ 500 đến 800 triệu nên đây là chiếc xe được nhiều người dùng săn đón. Sau một năm, những chiếc Hyundai Palisade được săn đón khá nhiều trên thị trường với mức giá rẻ hơn trước khá nhiều. Năm ngoái, người dùng muốn mua Hyundai Palisade phải bỏ ra từ 50 đến 100 triệu kèm lạc và giờ nhiều xe bán lại với mức giá rẻ hơn rất nhiều. Theo tìm hiểu, chiếc Hyundai Palisade bản 6 chỗ này đang được người dùng giao bán, với giá 1 tỷ 550 triệu khi đã lăn bánh được 12.000 km. Nếu so với giá lăn bánh lúc mới là 1 tỷ 679 triệu, thì xe có khấu hao 129 triệu đó là, chưa kể mức tranh khi năm ngoái người dùng mua xe. Đối với một chiếc xe cỡ lớn như Hyundai Palisade, mức khấu hao trên được cho là hợp lý. Tuy nhiên, xe mới sản xuất năm 2023 đang được đại lý xả kho với mức giảm giá 120 triệu nên chiếc xe cũ này vẫn chưa có mức giá đủ hấp dẫn nhất theo nhiều người. Hyundai Palisade sở hữu ngoại hình to lớn với vẻ ngoài cực kỳ bề thế. Cùng với đó là bộ khung gầm vững chắc trục cơ sở đạt mức 900 mm khoảng sáng gầm xe 203mm. Với ngôn ngữ thiết kế sensor Osportize cùng các thông số kích thước ấn tượng, Palisade sở hữu vẻ ngoài to lớn, bề thế, đúng chất SUV đầu bảng. Ngoại thất xe nổi bật với lưới tản nhiệt Cascading Grill cỡ lớn, đậm khí động học cùng hệ thống đèn trước hai tầng, công nghệ LED projector toàn phần và đèn LED định vị ban ngày DRL tạo hình chữ T đặt dọc độc đáo. Thiết kế phía sau mang nhiều nét đặc trưng trên các mẫu xe nhà Hyundai. Điểm nhấn nơi đây chính là cặp đèn hậu LED to bản, tạo hình chữ H, đồng bộ thiết kế với đèn pha. Cản sau ốp màu bạc cùng ốp xả kép giúp hoàn thiện vẻ đẹp khỏe khoắn cho chiếc SUV full size. Không gian nội thất hướng theo phong cách tinh tế, sang trọng và cao cấp với chất liệu Janapa kết hợp vật liệu thân thiện môi trường và nhôm định hình. Khu vực táp lô xe thiết kế tối giản, hạn chế tối đa các phím cơ học và tập trung vào màn hình trung tâm dạng cảm ứng 12.3 in hiển thị camera 360 sắc nét và kết nối Apple CarPlay Android Auto. Vô lăng thiết kế cách điệu, thể thao, tích hợp lẫy chuyển số. Phía sau đặt bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 in hiển thị thông tin sắc nét. Hyundai Palisade được trang bị động cơ dầu giờ 2.2 lít cho công suất tối đa 200 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 440 Nm đi kèm. Với động cơ này là hộp số tự động 8 cấp và dẫn động 4 bánh thông minh xe còn được trang bị 4 chế độ lái mang, đến những trải nghiệm khác nhau cho mỗi khách hàng. Hyundai Palisade còn được trang bị hệ thống an toàn chủ động Hyundai Smart Sense cao cấp, giúp bảo vệ tối đa hành khách trên mỗi chuyến đi.